Phần 1. Nào hãy dàn hết sức đi. Hãy dàn như chưa bao giờ được dặn nào. Oh my god, bro. Oh hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Thưa bà, tôi muốn bà dặn đẻ chứ không phải dặn e. Xin chúc mừng bà, đứa trẻ đã sinh ra rất khỏe mạnh. Trông cậu bé thật kháu khỉnh. Đợi đã, nó đang cất tiếng nói đầu tiên. Muốn có dịch vụ tất cả các game trong Roblox, nhấn vào đường link ở phía dưới bình luận video. Để ra đúng thậm chậm phát triển, hãy biến đi nhé. Mẹ. Con ơi. Mẹ. Mẹ xin lỗi vì muốn bỏ rơi con. Lại đây với mẹ. Muốn có dịch vụ tất cả các game trong Roblox, nhấn vào đường link ở phía dưới bình luận video. Đừng để tao. Tối rồi mà con gửa trong nhà cửa sổ là sao ứ nhờ? Có chuyện gì vậy? Cứu. Ok. Ngươi là ai? Muốn có dịch vụ tất cả các game trong Roblox, nhấn vào đường link ở phía dưới bình luận video. Vậy à, bố mẹ ngươi đâu? Muốn có dịch vụ tất cả các game trong Roblox. Trông con thật tội nghiệp, ta sẽ nhận nuôi con. Nhấn vào đường link ở phía dưới bình luận video. Sau này các em phải làm gì để trở thành Vojobolen? Mời bạn CKM bắt 8467. Muốn có dịch vụ tất cả các game trong Roblox, nhấn vào đường link ở phía dưới bình luận video. Tốt, em đã có thể tốt nghiệp. Này nhóc, đưa hết tiền ngân hàng mày có để tao nạp vào game nào? Muốn có dịch vụ tất cả các game trong Roblox, nhấn vào đường link ở phía dưới bình luận video. Cho mày in si can luôn chứ ở đó mà nhây. Muốn có dịch vụ tất cả các game trong Roblox, nhấn vào đường link ở phía dưới bình luận video. Phần 2. Dịch vụ CKB Toilet Anime Defen và Blog Trái Cây ở Shop Bình đang giảm giá siêu mạnh. Gems và Up Blog rút gọn và rẻ. Truy cập vào đường link phía dưới bình luận video. Quay ngon thế? Nghe nói Blog sắp update rồi, phải xin tiền mẹ nạp nhanh mới được. Mẹ ơi! Không! Biết này mẹ mình sẽ không cho mà. Mẹ ơi mẹ! Sao con? Tháng này mẹ chưa đóng tiền học thêm cho con. Nên mai mẹ đưa tiền cho con đóng học thêm nhé. Ok. Hãy nhớ đóng tiền cho cô giáo. Nếu mẹ mà biết con xài tiền đó để nạp game, là con sẽ ở nhà xí công cộng trong vòng một tuần. Nghe rõ chưa? Yes, sir! Hi hi, cuối cùng con có tiền rồi. Để vô game xem có gì để nạp nào. A few minutes later. Mình nên nạp vô trải kích sân hay đợi update à? Giàu quá tiêu tiền cũng khó. Không ai mua ắc, không ai mua ắc, không ai mua ắc không. Không ai mua ắc, không ai mua ắc, không ai mua ắc không. Thằng đầu kia nó làm gì thế nhỉ? Làm gì ở đây vậy chú em? Chào anh bạn, tôi bán ắc Love Fruit giá siêu rẻ. Chỉ cần 200.000 là bạn đã có ắc xịn nhất trong game rồi. May quá, tôi cũng đang có 200.000 bạn, cho tôi xem anh được không? Ok! Ta-da!
Ôi, 200.000 mà được như này ăn ngon thế. Hold up. Wait a minute. Something ain't right. Hoàn đã hình yếu đồ thấy hình ảnh trên mạng thì phải. Tất nhiên là họ lấy ác của tôi rồi đó. Không phải ha ha ha, đấy là tên của tôi, màu màu đưa ác đi. Nhanh thế thì ai chả thích. Đây thưa bạn. Ủa 200.000 mà sao khác cho mạch này mày đưa thế. Mày lưu tao à. Ha 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 ha. Thằng chết tiệt máu trả 200.000 là đấy. Tiền đó là mẹ tao cho để đóng học đó. Mau trả tiền cho tao. Let me tell you something. All right. Ha 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 ha, mới sáng đã bú được 200.000 rồi. Để đi tắm lấy lộc kiếp vậy. Tao là mày từ tương lai, nghe này, thời gian có hạn. Thằng bà mày lừa đảo hồi sáng sẽ sớm đến nhà mày trong 5 phút nữa. Nhiệm vụ của mày chính như ngăn chặn nó lại trước khi nó vô được nhà mày. Đây là cơ hội cuối cùng của mày, chúc may mắn. Oh my god, no way. Phần 3. Hú hú hú, cái này khó quá, lúc gì có người giúp mình. Chơi ai sổ đôi khó quá, hú 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 hú. Ô sao kia là vậy, ta bình thường như trong các video thì tầm này sẽ không mưa giả dư mà. Ôi nhận cầu mặt đấy rồi. Mau mau cho tôi đổ siêu VIP puzzle đi. Đồ mega xài đó làm gì thế? Dịch vụ CTB Toilet Anime Defense và Bluff trái cây ở Shop Bình đang giảm giá siêu mạnh. Gems và Arc Bluff rút ngon và rẻ. Truy cập vào đường link phía dưới bình luận video. What the hell? Oh my god! Anh bạn à, đừng tin nó. Nó là đa cấp đấy. Sợ mắc gì mày bận nó? Tại thấy nó vô địa bàn làm ăn của tôi nên tôi bắn thôi. Thế rốt cuộc mơ là ai? Tôi là người giúp đỡ các bạn gặp khó khăn ở C1. Ôi thiệt quả đúng lúc tôi đang cần người giúp. Làm ơn hãy giúp tôi cày mắp lề văn trong game này đi. Được thôi, người đang trang bị những món nào để cày cấp? Không bỏ. Hả? Tôi không có cái gì trong kho đồ cả. Rồi sao người không đi mua kiếm súng trái ác quỷ đi? Tại tôi không biết chứ. Thằng đầu đất này không biết chứ còn bay đặt chơi game. Chắc chắn đích thằng này cùi bắp rồi qua tìm thằng khác thôi. Tại đó là nick của chú tôi, ông vừa nạp 5 triệu giả bắp nên tôi mượt xài. Oh my god! Wow! Được rồi, chú em bây giờ muốn trở thành bá chủ trong game này không?
Yes, yes, yes. Vậy đứa nick đấy anh cài hộ cho. No, no, no. Đừng lo em, hãy cài hai bước bảo mật đi, không mất đâu. Được thôi, đầu tiên bạn nên đừng phải hết sạch bước của nick chủ tôi. Chú đó là một siêu sao bóng đá nên cậu mà hát mất nick thì chủ tôi sẽ xúc vào el logo đấy. Yes, sir. The next day. Đơ mơ mới đã yêu dâu có tiền đạp ra bức mà thằng Đào hát đích mình rồi. Man, I'm dead. Mày đây rồi thằng cờ hó. Enemy spotted. Dám bỏ chạy à? I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy.